Mua em nói bảo hiểm nè. Thôi anh, ghê quá. Chính, đội lên. Đội lên đẹp lắm. Tiên, chạy đội lên nha. Nặng phía đó. Đội bảo hiểm lên. Tiên, Tiên ơi. Tiên, Tiên, Tiên. Trời ơi, trời. Hồi nồi dạy cổ nồi ơi. Nặng quá, nặng quá. Nhi, Nhi đội được không? Thử thách coi, thử thách bao nhiêu coi. Cố lên. Nặng không? Nặng không? Nhi, Nhi nặng không? Hơi nặng ha. Đâu? Ngọc đòi không? Quỳnh đòi đi. Đòi đi em. Cậu đâu sợ cái này mà sợ gì? Mơ sao? Mới đi con, mới đi. Nó cuốn ta trả lên ta. Mới ra, mới ra. Nó cái mền của mẹ đó. Tôi chết rồi, tôi chết rồi. Ok, bạn sao ra. Bành ra, bành áo ra. Mẹ đó, rồi bà mẹ mà áo vừa luôn kìa. Mẹ thử đi mẹ. Ướm cho mẹ đi. Bà nói gì mà cũng dám làm ha. Rồi chỉnh cho bà đi. Quỳnh quay nhanh coi. Tiên, bà đẹp không? Đẹp không con? Hả? Tiên. Vừa về nó quét từng con. Cái lớp nhỏ có hộp. Bà đẹp nó chỉ ở đây. Mẹ. Bà đẹp không? Đẹp không? Bà này đẹp không? Chụp cho nó tấm hình đi. Ừ ừ. 8 con. Giữ đi bà nội. Giữ ông Quỳnh. Thôi rồi. Vô địch luôn. Hay quá. Này ông nội là vừa về là ông nội đã hỏi ông nội sao? Ông muốn sao? Ăn xà bạch xà đây. Trả lời liền. Quá trời. Đẹp hả nội ha? Vậy cả buổi trời luôn á. Nghề của người ta mà. Rồi tháo xuống cho bà nội đi chân. Giác mà nó đừ luôn mà. Giác mày đi mày đi khám. Được không? Rồi bây giờ. Rồi quay. Bấm nhìn. Ngọc ơi, Ngọc ơi, nhanh con ơi, lấy thằng nữa con ơi. Nhảy mạnh lên đi nha. Dạ.
Quần chúng mệt quá. Làm gì quên? Mình có đồ đi giặt nè. Rồi. Mà mặc đồ coi nè. Có tuổi rồi nha tụi em. Được không? Có tuổi rồi đó. Em đeo đây. Con thấy bà lố lăng không Nhi? Có. Coi như cái màu là lấy hết rồi. Đâu mẹ mặc thử đâu đó coi. Không có trường cái màu nữa chưa. Phụ mẹ mặc đồ ra. Bộ đồ của ba này đó. Rồi ba mặc gì? Đâu ra bỗng thiết chế được bộ đồ này vậy trời. Đồ rồi cho em đi Đà Lạt á. Gì? Ba mất cười quá. Giờ con Ngọc cái ngàn lớn giống y xì luôn. Giống không? Giống y xì luôn á. Cái này cái gì vậy ba? Hiếu đổ đâu chịu. Mở ra đây con, mở ra đây Ngọc. Cái ba kìa, mở ra ba kìa. Mở ra. Đúng rồi, mở cái đỏ ra nè mẹ. Sao? Thanh lại mở được không? Mở chị ra Khánh. Nè bị dướng. Cởi chị. Sao? Đòi mặt ha. Mặt á. Ok ok. Cái quần đó nè nè. Ừ. Của ba thì không. Thôi rồi. Thôi té không thì hồi té không. Đâu còn mặt em vừa nữa nè. Vậy chứ nè em hai cái dứa này á. Rồi đòi lên đòi chùm lại đi, đi Đà Lạt. Rồi. Đi lên lầu đi. Đi lầu mới xuống đi. Vui quá hả? Rồi mới xuống. Rồi. Trời đất coi. Ba mày phái đâu. Phái gì mà. Trời ơi nó phái được kìa. Phải không? Con Ngọc thì em bị nó ăn kìa. Mày ngắm không? Ngắm gì em ạ? Em đem này nè. Mệt ba mày ghê luôn. Sao? Màu sắc lè lè. Sợ hết ba người ta. Lát chụp trên tấm hình nha. Không có cầm gì. Quẩy lên nè. Gì? Quẩy lên nè. Con mẹ quên ơi. Gì đó. Gì không? Té ông ơi. Té ông ơi, ông nhỏ ơi, té ông nhỏ ơi. Nhỏ ơi. Cái nơi mẹ của bà. Trời ơi. Té. Chân chụp chị tấm hình đi chân ơi, lấy hồi chụp chị tấm hình chân. Con đó kìa, con đó kìa. Bỏ vỏ ra, em bỏ bên chỗ ra. Cho tỏ cái nó lên chị coi. Xe tay ra. Hai, 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 ba.
Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hề hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.